Vâng, và vừa rồi là một pha giao tranh cực kỳ nhanh đến từ bên phía của TLZ. Suýt nữa họ bắt được hai mạng như này là Tank X với pha làm choáng tốt của mình. Liệu có lấy được một mạng không, như Tank X là người đầu tiên phải nằm xuống. Sức sát thương đến từ Darius là quá nhiều trong pha vừa rồi khi mà anh ta đã có cho mình nó cấp độ 4 ngay lập tức. DLC phải dụng nhảy để chạy về cool level 2 bị mắc lại đây, và một đòn đánh tay kịp thời kéo đi cái mạng của Na'Vi. Sông lửa rồi, chỉ cần bên phía của MDH không nằm xuống rồi thì họ sẽ không lỗ. Và đây là một tình huống muốn mở giao tranh từ vị trí của cool siêu bom này lên từ B1 khá đẹp, thêm cầu vòng tối thượng nữa. Và đó là một đổi một, người chơi đi rừng của MDH đã nằm xuống rồi, và Haruji đang rất muốn cướp cho mình đó con sứ giả này. 1.300 máu liệu có thể có quay được không đây? B1 sẽ khả cục không? Đó là con sứ giả nằm lại trong tay của Lani, và bây giờ sẽ là một pha dọn dẹp giao tranh đến từ vị trí Haruji. Và bên phía của MDH chắc chắn, nhưng mà tại sao D2C lại đang ở nhà nhỉ? D2C đang muốn te le lên và anh ta tốn 800 tiền để lấy pha giao tranh này, bắt buộc phải lấy con rồng nếu không sẽ rất là lỗ. Và B1 nâng ném khá tốt, B1 vừa rồi đã hạ gục được cho mình cả Na'Vi và Teddy rồi. Không, Teddy nằm lại là do Rayton trong tay của Tank X. Và bên phía của MDH có một pha giao tranh thắng khi mà TLZ họ bị chia, họ đang ép sứ giả khu vực đường giữa thôi. Sau khi con sứ giả này nằm xuống thì tiếp tục đu vào, đó là vị trí của Na'Vi. Na'Vi có vẻ đang hơi sai lầm với con bà Leo nào của mình, đây là lần thứ hai rồi. Nhưng mạng hạ gục nó lại được giữ lại bởi Teddy khi mà Kun Z nằm xuống và Tank X lao lên. Chưa làm choáng được ai cả, anh ta chọn đó là đắc tìm một điều gì cả. Và quyết định của họ sẽ lấy bằng được con rồng ngắn tuổi này. Với việc đổi rồng ngắn tuổi với trụ 2, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là ok để cho bên phía của MDH mà thôi. Ôi, pha đá rất đẹp đến từ vị trí Haruji nhưng chưa có ai follow cả. Người trên thì Z đã lấy lúc một trụ rồi, nhưng đây sẽ là một pha giao tranh hơn người và con rồng ngàn tuổi. 1.300 máu nó sẽ thuộc về cho bên phía của MDH. Như vậy là MDH đã lấy được mục tiêu mình muốn rồi. Và đây sẽ là một pha dọn dẹp giao tranh đến từ vị trí của Tank X thôi, nhưng có vẻ B1 sẽ phải nằm xuống với 5 cái xuất huyết. Và đường trên thì Letina đang đẩy cực kỳ mạnh, anh ta đã lấy được cho mình đó là cổng Mega rồi, đang có rất nhiều lính và Letina. Không, pha giao tranh Baron vừa rồi là chiêu cuối của B1 và Kuz đã tung ra. Haruji đã phải nằm xuống thì làm sao tranh cướp được Baron bởi TLZ đây, và chắc chắn là họ sẽ bị quét sạch thôi. Có lẽ là cái nhà của họ sẽ là mục tiêu mà bên phía của MDH hướng tới. Vừa rồi là áo choàng che đi cái khóa ánh sáng và chắc chắn Teddy sẽ phải nằm xuống. Như vậy sẽ là chiến thắng 1-0 dành cho MDH sau liên tục là những cái pha giao tranh thắng lợi. Ba rồng, có rồng ngàn tuổi nữa thì sẽ rất dễ để cho Rayton cũng như là rất lâu. Đồng nghĩa với việc bây giờ B1 sẽ phải đi cùng những người đồng đội của mình, nó sẽ không có một tình huống đi hớ hênh nào. Anh ta ngay lập tức sẽ phải nằm xuống, và đây là tình huống lao vào từ vị trí của Na'Vi. Không kịp làm gì cả, không kịp đặt lồng ra đã phải nằm xuống rồi. Công lý Demacia của Lani cắm vào sai người khi mà ở phía bên kia thì Tank X đã lấy được cái mạng hạ gục đó rồi, và Teddy ngay lập tức phải nằm xuống. Tank X sẽ băng trụ trong tình huống này. Không, anh ta đang lùi lại để có thể bọc lót cho những người đồng đội phía sau, nhưng sát thương của TLZ là không có qua hai vị tướng chúng chịu và đi thẳng đến xạ thủ. Và cái trụ này có vẻ như sẽ được phòng thủ bởi bên phía MDA thôi. Ba chất tướng của họ đã ra đây rồi, ba chất tướng này đều có khả năng có quay trở ngược lại giao tranh rất tốt, và đó combo thẳng lên từ vị trí của DQC. Và ở bên này Tank X với thần cá sấu đang lao và càn quấy giữa đội hình đối phương, đắp một kill dành cho vị trí của Lani. Tốt từ vị trí của TLZ ngay tức. B1 không mắc lỗi nhưng B1 cũng phải nằm xuống vì TLZ đánh quá xuất sắc trong pha này, và con rồng lửa có vẻ sẽ nằm lại dành cho bên phía của TLZ thôi. Mất xạ thủ trong tình huống combat này nhưng vẫn muốn chơi từ bên phía của MDH Esports. Tại ít lao vào với thật cá sấu của mình, một công lý để Demacia kết thúc sát thương chủ lực đó là Teddy. Na'Vi cũng đã phải lấy bản đếm số đuổi theo trong vị trí của Letina, nhưng anh ta quăng dìu rất nhiều mục tiêu nhưng không có mục tiêu nào phải nằm lại cả. Đắc băng trụ ở trong tình huống này luôn, anh ta đổi dù có Teddy thì cũng chưa chắc là TLZ đã có sát thương trong những tình huống giao tranh. KJ 040 hai trang bị, và đây là một thùng rượu nổ chỉ hất được vị trí Lani, nhưng Lani là một con Garen chống chịu hoàn toàn, và anh ta cặp cùng với Demacia lấy cho mình cái ba Azuzin, và đây là phá hủy diệt đến từ bên phía của MDH ở khắp mọi mặt trận. Ở đường dưới thì Tank X hóa tôi nói nhầm tên bay xe à, bay xe có vẻ thì hơi muộn đến từ Leo thì phải. Và đây sẽ là 2-0 dành cho MDH Esports, một cuộc giao tranh then chốt ở cái bụi vừa rồi, và Kun Z đã làm rất tốt khi anh ta có một cú khổng lồ hóa.